sao? Đi lấy cái micro giấu đó rồi chạy ra đổ thừa người ta ăn cắp ăn trộm rồi đuổi người này đuổi người kia, chị hay dị quá, chị da dẻ quá, chị giống con gái quá. Ủa chị da dẻ là cái gì? Chị ra mẻ mới đúng chứ, chị da dẻ là cái gì? Gì? Nhà 13 đời sai chính tả hả? Tôi là người dân Long An, tôi có theo nói. Nhà anh con xin chung ra đi nói chuyện với chị, đừng có ngậm xin chung mà nói chuyện với chị khi dễ chị hay gì? Chị bị chăm nước miếng nữa. Ủa có khúc nào mày làm nhục được? Mày giỡn mày đánh nó hơi nó lòng hủi đó. Con này nó cơ sao kỳ á. Mày có ước lượng được cái trọng lượng cơ thể mình khi mình tính là cái chuyện micro đi, đừng có tính cái chuyện đó được á. Im đi. Rồi bữa nay cái túi ngược mày như hai trái bóng cầu gai vậy má. Trời ơi trời, mày mặc áo dài trắng nữa. Trời Phật ơi tôi chết rồi. Mặc lộn. Đi vô mặc cái áo khác vô. Cái áo. Mượn cái áo bếp liền. Cái gì vậy? Mày đọc nội quy chưa? Năm điều hát lô tô. Một, giật tóc làm rớt tóc giả 50 ngàn. Hát sai số 20. Hát trùng bài 10 ngàn. Hát tục nói tiếng lóng 10 ngàn. Quăng miếng lạnh 10 ngàn. Không có miếng nào mặc áo ngực hình mặn cầu bị phạt hết á. Nha. Trời ơi, nó chôm liền cái áo nè. Hoa hậu đâm ngón sắp bi hai. Trời ơi là trời. Vậy nó cũng mặc được nữa. Rồi, kính thưa quý vị và bây giờ dập lại tiếp theo vào lời đặc biệt thứ 3 buổi tối ngày hôm nay với mỗi lần đến là báo với Nhi Đồng, chúng ta sẽ dần qua Nam Phương và Trần Từ Trần và đôi lưu tư sẽ còn tương thời. Để có những cái phần quà hấp dẫn này, chúng tôi xin cảm ơn đến ẩm Từ Trần đến Đà Nẵng ăn đặc sản trên một lần nữa. Ngay bây giờ ai chưa có vé, giơ tay giùm em lần chót quý vị ơi. Và có vé rồi cùng hướng mắt mình sẽ bắt đầu vô anh số quý vị ơi. Tôi lê chim rồi giùm em. Trời ơi là trời. Bà đó. Alo. Ê, mày muốn lên trăm bìa nữa hay gì vậy? Mở lên con mày hết chỗ thử, mày thử cù chỏ mày cũng được vậy. Alo. Cái gì? Bà đứa ơi chồng á, bà không phải có micro đó rồi, bà la ra đây, bà chạy ra đây đó bà la. Ai cắp micro của bà tự giấu, bà tự vừa cắp, bà vừa đã làm hả? Bà hãm hại cho tôi hả? Kính thưa quý vị, nhà em ba đời chị lương lẹo. Bà đừng có lương lẹo ở đây, thấy rõ ràng bà ngồi ở chỗ đó. Nó nghe này, mày dán cái đầm lại đi nói chuyện tiếp với tao. Chết rồi, lòi quá. Tôi tìm kinh lên trên bìa trước chị đó. Cái hình của chị gỡ xuống là hình em lên đó. Sao? Sao? Đi lấy cái micro giấu đó rồi chạy ra đổ thừa người ta ăn cắp ăn trộm rồi đuổi người này đuổi người kia, chị hay dị quá. Chị da dẻ quá. Chị giống con gái quá. Ủa chị da dẻ là cái gì? Chị ra mẻ mới đúng chứ, chị da dẻ là cái gì? Gì? Nhà 13 đời sai chính tả hả? Tôi là người dân Long An, tôi có theo nói. Nhà anh con xin chung ra đi nói chuyện với chị, đừng có ngậm xin chung mà nói chuyện với chị khi dễ chị hay gì? Chị bị chăm nước miếng nữa. Ủa có khúc nào mày làm nhục được? Mày giỡn mày đánh nó hơi nó lòng hủi đó. Con này nó cơ sao kỳ á. Mày có ước lượng được cái trọng lượng cơ thể mình khi mình tính là cái chuyện micro đi, đừng có tính cái chuyện đó được á. Im đi. Rồi bữa nay cái túi ngược mày như hai trái bóng cầu gai vậy má. Trời ơi trời, mày mặc áo dài trắng nữa. Trời Phật ơi tôi chết rồi. Mặc lộn. Đi vô mặc cái áo khác vô. Cái áo. Mượn cái áo bếp liền. Cái gì vậy? Mày đọc nội quy chưa? Năm điều hát lô tô. Một, giật tóc làm rớt tóc giả 50 ngàn. Hát sai số 20. Hát trùng bài 10 ngàn. Hát tục nói tiếng lóng 10 ngàn. Quăng miếng lạnh 10 ngàn.
ông có miếng nào mặc áo ngực hình mặn cầu bị phạt hết á. Nha, ở trong đây không có cái đó nè. Đúng không quý vị? Tài rõ ràng không? Mới đổ thừa tăng cấp, giờ kiếm chuyện bắt phạt người ta. Trời ơi, cô trấn áp ghê không? Trời ơi, sao chị đàn áp tụi em quý vị chị lộn? Em xin chị. Ủa đàn áp tụi mày được cái gì? Chị không? Như mấy cái phường mà hồi xưa á, tá điền địa chủ đâu đó. Em cho một cái luôn, ăn hiếp chủ đoàn 10 ngàn. Trời ơi, chị cái nhìn chị dễ ăn hiếp quá. Rồi, vô, sổ, sổ đi quý vị ơi. Cái nói, không có vô được. Thôi đi má, trời ơi, nói lại, ai có đợi đi vô, đợi đi chạy chốt là sao má? Chạy chốt hả? Là trời, cái tướng là phải ăn hết lại được mà. Đúng không vậy? Đúng không vậy? Trời ơi, cái thứ gì đó. Má. Trời, bao nhiêu tiền, hai tục. Nói tục. Trời, nói tục. 10 ngàn. Trời ơi, con người mày đã không sạch sẽ đúng rồi mà mày. Trời ơi, đứa đầu ngu, mình đâu không nhớ mẹ đi, nhưng giờ nhớ mẹ tốn 10 ngàn. Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi, giận quá mất hôn. Kìa, xin tiền nha, lúc nãy xin tiền nha. Ủa má, có 10 ngàn à má. Ăn mặc phản cảm 10 ngàn, giờ 4 cái ngực rồi kìa. Trời ơi, là trời, con quỷ ơi, do xấu đi quý vị ơi. Thà vậy luôn đi, cho nó đỡ phản cảm. Mày đi xuống, đi xuống, đi ra. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Hãy hát lên ngọn lửa trong mỗi thân của ta. Và hãy nhóm lên ngọn lửa trong mỗi trái tim mọi người. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Người đây là đào xa người. Các bạn đã đón hát trong trường được người ta. Hey, một chiều đi trên con đường này, hai ơi, bàn chân đứng cho tôi. Bộ đề này đi học được không? Học được. Đây vậy? Bộ đồ đi học là bị bộ giáo dục cắt mà. Hiểu không? Dạ. Một chiều đi qua con đường này, qua đi ngàn chân sống cho tôi. Yeah.
sao mà đậm đậm suốt các cuộc đời đậm đậm tình duyên. 60 nguyên 60 nguyên 60 còn 60 có mấy thì ra mấy thì ra số thì ra mấy thì ra. Số gì đây kiếm chân lý đâu đó cánh thơ mộng hoa đời đời bằng mối đường tới ngôi mắt nhìn hai hướng có mộng con đường mà xếp người chỉ nhớ dừng cho ai 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 ai
Một người đoạt giải rồi. Kính thưa quý vị, con số may mắn 12 đoạt giải, một lần đặc biệt thứ ba. Và ngay bây giờ cũng mất thời gian của tất cả quý vị, buổi đầu bắt đầu nhiều lần tiếp theo luôn trong khi chờ đợi trao giải quý vị nha. Quý vị khoa hãy xem hồi bỏ lỡ vé. Sợ trường hợp là kính trùng hoặc kính sợ đúng vì chúng ta có vé và giờ may mắn cuộc lợi này và xin mời quay băng đi ạ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cuộc lợi đặc biệt tiếp theo, một lần đặc biệt thứ ba buổi tối ngày hôm nay với buổi lỡ vé là bán vé đồng. Chúng ta sẽ nhận quà 5 phân vàng từ nhà tài trợ Ẩm Thực Trần. Giống như Lộ đã nói và chia sẻ từ đầu giờ quý vị, thì chỉ còn tuần này nữa thôi thì quý vị mới nhận được những con gấu rất là dễ thương và có logo của đoàn. Và từ tuần sau chúng tôi sẽ thay đổi cơ cấu giải thưởng để cho quý vị không nhàm chán, bởi nhiều khán giả nói là tới đoàn là trời quá trời gấu rồi, bây giờ không biết sao nhận con gấu nữa, nguyên một số rồi. Nên là bây giờ em sẽ thay đổi cơ cấu để tuần sau cái quà tặng nó hấp dẫn hơn và thực tế hơn để cho tôi thí sinh tiếp theo. Dạ, thí sinh tiếp theo và dancer hỗ trợ, xin lỗi là phải là cả thí sinh. Kính thưa quý vị, với nhạc phẩm Liên Khúc Đêm Đô Thị, một đêm